Con xin gửi gạo với bột ngọt tới gia đình nha. Dạ. Chú nay bị tai biến lâu chưa chú? 13 năm. 13 năm hả? Chết ngắt, chết 7 ngày bà. Rồi con gửi gạo với mì tôm. Ông anh nói là sao? Rồi chú cái chân chú bị lâu chưa? Mấy năm, 13 năm rồi. Dạ. Tai biến này nó xuống dư bên kia nó làm tụt cái giá này, giờ hư cái tai này với cái chân đi ở đây. Dạ. Thường thường hàng tháng là ở đây từ ngày 15 âm lịch mình là có được hai phần quà đúng không? Đúng rồi. Có được nhận tiền gì không? Không, nhiều khi tiền. Thì bữa nay 18 là như tể, tại vì tụi con kỳ rồi mất công chuyện á, cho nên là tể 3 ngày gạo với này. Thì có số người ở bạn con là cũng có đóng góp á, rồi cũng bán kiển, rồi người góp mớ để gửi đến gia đình. Tháng này là khoảng 40 phần quà là chia ra con thì phụ tết khoảng 4-5 người à, cho nên là bữa nay là gia đình mình là người đầu tiên á của bữa nay, cho nên là gửi quay cái video này để gửi cho mấy người bạn xem. Anh tên gì? Phạm Anh Hào. Phạm Anh Hào á. À... bệnh cái năm mà mình đổi đồng bạc chì với tấm giấy tiền giấy 5 đồng với giấy 20 đồng á. Dạ. Bệnh năm đó tới... con cũng đi tới đây cũng mấy lần rồi, nhưng mà tại vì tới đây gửi quà chứ con cũng chưa có cái thời gian với cái duyên để con hỏi thăm gia đình. Dạ. Dạ. Sư tỉnh ngũ Phật tử đi du lịch đi ra ngoài thiền chiếu ngoài đi ra mà lên quần của quần pháp đi lên cái đền thờ Đại Nam đã lên. Cái tay mình bị lâu chưa chú? Bắt đầu bệnh về nằm ở nhà thương ở bên trại 2 tháng. Dạ. 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 Nhiều khi ấy, ngồi dậy quên kéo, đứng dậy quên kéo nó ra cái móc về nó chết. Tháng sau để con coi cái nguồn vốn nó coi có được nhiều hơn, có thể là hỗ trợ người thêm cái phần tiền ngoài phần quà qua ra để coi cái nguồn vốn á. Hỗ trợ người cái bao thư để mua gạo hay là mua thuốc men dầu lửa gia đình thêm. Cái tháng này chỉ có gạo với mì tôm với nước tương. Nước tương có hồi nãy cái chị kia có để con đề xuất chắc khoảng 15 tháng sau con sẽ ghé tiếp tục nhà chú. Cảm ơn chú ha. Mẹ nó cũng mất rồi, phải còn mẹ nó còn. Dạ. Anh này bị tai biến hả chú? Dạ. Rồi vậy rồi đi đứng rồi ai ở đây ai lo? Có hai cha con ở nhà. Dạ. 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 Lúc mạnh giỏi đi theo chùa đi định xá.